Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10 thực hiện các quy trình về công tác cán bộ. Tuyên truyền vận động các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa tại khu vực bệnh viện tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10, thực hiện các quy trình về công tác cán bộ thuộc chức năng thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Than Uyên, lãnh đạo các ban ngành, huyện, các xã, thị trấn. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên đã bỏ phiếu thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Hương. Đồng thời, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên đã thực hiện biểu quyết thông qua các tờ trình nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Lò Văn Hương, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Than Uyên, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, nhiệm kỳ 2021-2026. 190 học sinh vừa được tỉnh Lai Châu vinh danh tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023. Lễ tuyên dương được Sở Giáo dục và VNPT Lai Châu phối hợp tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 5. Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trước những khó khăn về đội ngũ, song ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới giáo dục nói chung và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với việc thực hiện các tiêu chí thi đua do tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu đã chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành và ủy ban nhân dân các cấp cùng vào cuộc quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục năm học 2022-2023. Các phong trào thi đua được duy trì triển khai hiệu quả từ vùng thuận lợi cho đến vùng khó khăn biên giới. Đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên và học sinh với tinh thần đoàn kết, sáng tạo đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập được duy trì hiệu quả. Học sinh tích cực tham gia và đạt kết quả cao trong các kỳ thi, cuộc thi, chọn học sinh giỏi, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao các cấp. Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị giáo dục trường học đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, duy trì phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn xanh, sạch đẹp, an toàn. Cùng với đó thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, tổ chức đa dạng các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tại buổi lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm học 2022-2023, 190 học sinh đã được vinh danh. Các em đã luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Và qua 2 năm thực hiện chương trình tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua, toàn tỉnh đã có 380 lượt học sinh tiêu biểu từ các phong trào thi đua được vinh danh. Sáng ngày 22 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền vận động các trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bày bán hàng hóa ra lòng đường vỉa hè, khu vực trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bến xe khách tỉnh Lai Châu thuộc địa phận quốc lộ 4D, thành phố Lai Châu. Theo đó, trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm 2023, các đơn vị sẽ tiến hành tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng mục đích, tự giác tháo dỡ, di rời công trình vi phạm, hàng hóa ra khỏi lòng đường, vỉa hè. Trong trường hợp cố tình vi phạm, không tự giác tháo dỡ, hoàn trả lại vỉa hè theo đúng chức năng nhiệm vụ, Thanh tra Sở sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao hiện trạng cho Công ty Cổ phần Cầu đường 3 Lai Châu cùng với các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý. Thông qua hoạt động giải tỏa điểm nóng vỉa hè sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời tạo lòng đường thông thoáng, sạch sẽ cho người đi bộ và các phương tiện cơ giới lưu thông.
Thưa quý vị, xác định mục tiêu chất lượng giáo dục là hàng đầu, cho nên ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Trà, xã Nậm Trà, huyện Nậm Nhôn đã chủ động khắc phục các điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp học, tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp như đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, tập trung trong công tác bán trú, qua đó nhằm duy trì chất lượng giáo dục của nhà trường. Là đơn vị trường thuộc khu vực khó khăn bậc nhất của huyện Nậm Nhùn, tuy nhiên, học kỳ 1 năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Trà cũng đã đạt được những kết quả trong công tác giảng dạy và học tập rất đáng khích lệ. Với 91,7% số lượng học sinh được đánh giá hoàn thành môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có 14,2% các em hoàn thành tốt, 77,5% hoàn thành, 91,7% học sinh đạt hình thành và phát triển năng lực, 91,7% đạt hình thành và phát triển phẩm chất. Phát huy những kết quả đã đạt được từ học kỳ 1, ngay khi bước sang học kỳ 2, khắc phục các yếu tố liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập và bán trú, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp, thực hiện giảng dạy, đảm bảo kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng đại trà, tích cực bồi dưỡng học sinh mũi nhọn vào các buổi tối thứ hai, thứ tư hàng tuần, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Để duy trì chất lượng giáo dục thì đối với nhà trường thì hiện nay đang phấn đấu là đẩy mạnh cái chất lượng đại trà của nhà trường lên. Bởi vì ở đây là địa bàn thì khá rộng, đơn vị trường là đơn vị rất là khó khăn nên là quan tâm và đẩy mạnh cái chất lượng đại trà. Nay bây giờ đối với các em thì ngoài thời gian mà trên lớp thì buổi tối thì tổ chức sinh hoạt cho các em để thứ nhất là tăng cường tiếng Việt cho các em. Đấy, sinh hoạt ở tại các lớp, sinh hoạt tập thể, các buổi tối và đặc biệt những cái ngày như là cuối tuần các em không về, nhà trường sẽ giao cho đoàn thanh niên cùng mấy tổng phụ trách đội tổ chức những hoạt động vui chơi và lồng ghép các cái nội dung để tăng cường tiếng Việt cho các em. Đối với mỗi thầy cô giáo, bằng các kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cùng tính yêu nghề sẽ vận dụng một cách tốt nhất trong các bài giảng, giúp học sinh có thể tiếp thu bài học một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các thầy cô của nhà trường cũng thường xuyên trò chuyện tâm tư với các em để nắm bắt tâm tư của học sinh, từ đó có những cách giảng dạy, trau dồi kiến thức kỹ năng sống một cách hợp lý, khoa học. Đối với chúng tôi ở vùng đặc biệt khó khăn thì trình độ kiến thức của các em thì vẫn còn đang rất là chậm. Tuy nhiên để bước vào một cái năm học mới thì tôi đã tập trung cho các em và ôn luyện từ trong dịp hè này là sử dụng các phương pháp ví dụ rèn tiếng Việt đầu tiên và các phương pháp kết hợp các phương pháp dạy học của theo hướng dẫn của phòng giáo dục. Chúng tôi thì thường phân đối tượng học sinh ra theo từ đầu năm học theo các mức độ đối tượng học sinh từ mức 1, mức 2 và mức 3 để mà rèn cho các em có những cái kiến thức mà hợp nhất với so với các em để các em tiếp thu một cách tốt nhất. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp học bằng tình yêu, lòng tâm huyết với nghề của cán bộ giáo viên cùng ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập của các em học sinh. Tin tưởng rằng trong năm học 2022-2023, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Trà sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác giảng dạy và học tập, góp phần đưa chất lượng của nhà trường dần được nâng lên. Một trong những hướng đi mang lại hiệu quả tích cực và lâu dài trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, đó là sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Xác định được điều đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Thổ đã ban hành nghị quyết số 02 năm 2021 về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Phóng sự sau đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là mô hình nhà lưới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường Phát Lai Châu triển khai thực hiện trồng nho hạ đen, nho mẫu đơn, măng tây tại thị trấn Phong Thổ. Sau gần 8 tháng thực hiện, toàn bộ diện tích cây trồng của đơn vị phát triển tốt. Trong quá trình thực hiện, đơn vị luôn tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc. Dự kiến cuối tháng 5 này, măng tây sẽ cho thu hoạch, nho sẽ ra quả vụ đầu tiên vào tháng 8 năm nay. Công ty của mình bắt đầu từ tháng 25 tháng 9 năm 2022 là được bên huyện và của tuyên truyền người dân và hỗ trợ cho thuê những doanh nghiệp thuê đất đai và cũng được rất được sự nhiệt tình của bên huyện và thị trấn và của địa phương.
Hiện tại thì hướng của công ty là trồng rau sạch và trồng cây nho hoa quả sạch và theo trồng theo hạng mục hữu cơ. Là mà vừa rồi là năm ngoái là bên huyện cũng tạo điều kiện và bố trí cho bên công ty là đại diện lên tập huấn ở trên tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Thổ về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả nhất định, đã nâng cao được nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và tạo sự đồng thuận, tự giác, tự nguyện của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nông dân trong quá trình triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu. Có 2 trên 10 chỉ tiêu đã đạt so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra, 8 trên 10 chỉ tiêu đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khả quan. Hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng chuối, vùng chè, vùng lúa hàng hóa và vùng cây ăn quả. Chương trình sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung gắn với kinh tế cửa khẩu thì cho đến nay huyện Phong Thổ cũng đạt được khá nhiều các cái chỉ tiêu như là phát triển lúa hàng hóa tập trung thì đến nay chúng tôi cũng cơ bản đạt được có cái vùng lúa chất lượng cao. Vùng cây ăn quả chúng tôi cũng đã phát triển diện tích tương đối lớn. Ngoài vùng chuối ra thì chúng tôi cũng đã phát triển được cái vùng cây ăn quả khác như là cây xoài, cây chanh leo. Vùng chè thì chúng tôi cũng đã phát triển được cái vùng chè tập trung gần 700 ha. Đến thời điểm này thì diện tích chè của chúng tôi đạt trên 80% mục tiêu nghị quyết. Và dự kiến là năm kết thúc năm 2024 là chúng tôi sẽ đạt được cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Thế còn cái vùng chăn nuôi tập trung thì hiện nay chúng tôi cũng đang quy hoạch và hỗ trợ người dân để phát triển các cái khu vực chăn nuôi tập trung. Từ phát triển nông nghiệp hàng hóa không chỉ tăng thu nhập cho người dân, giúp địa phương xây dựng thành công sản phẩm chủ lực, mà còn giúp thay đổi nhận thức canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi và tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương. Để thực hiện thành công nghị quyết số 02, huyện tiếp tục chú trọng đến việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và đầu tư, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm, xây dựng nhà máy sơ chế sản phẩm, tăng cường đối thoại trao đổi hợp tác với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam Trung Quốc để tập trung phát triển các mặt hàng nông sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tiếp tục xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu hàng nông sản của huyện, đẩy mạnh việc giám sát và gắn mã vùng trồng cho các tổ chức cá nhân, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm chủ lực của xã huyện, thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, chương trình xây dựng nông thôn mới, các đề án chính sách về lĩnh vực nông nghiệp, nguồn vốn vay thông qua hệ thống các ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Than Uyên mới đây đã phát động chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2023. Hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và triển khai một cách có hiệu quả. Điều đó chứng tỏ phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa và phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với thông điệp hiến giọt máu hồng trao đổi sự sống, ngày hội đã thu hút trên 300 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn của huyện Than Uyên tham gia. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân hiến máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cần máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Cái việc hiến máu thì anh em biết ý nghĩa rồi, thật sự nó là vì không những là vừa có lợi cho bản thân mà nó có giúp ích cho cả cộng đồng và xã hội nữa, đặc biệt là những người cần máu, những người bệnh. Tôi tham gia hiến máu lần này là lần thứ 11 rồi. Tôi cảm thấy hiến máu cứu người là một có cho đi và nhận lại cái sức khỏe trong thời gian tới. Tôi vận động anh em trong gia đình tham gia còn nhiều hơn. Huyện Than Uyên đã huy động được hơn 300 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người, là việc làm có giá trị nhân văn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh trên địa bàn của tỉnh nói chung, huyện Than Uyên nói riêng. Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tham mưu
cho các cái chi hội và hội chữ thập đỏ các xã và các đặc biệt là các tình nguyện viên là tuyên truyền đến tất cả, tiếp tục tuyên truyền thường xuyên đến các cái nhân dân trên địa bàn, không riêng gì cái đợt hiến máu, và tuyên truyền trong các cái lúc bình thường, kể cả phối hợp kết hợp với lại các cái họp dân họp bản về các nội dung khác, thì tranh thủ cũng có những cái sự tuyên truyền về cái công tác thiện nguyện riêng về hiến máu, và các thậm chí là có những cái thực hiện tốt các cái tháng nhân đạo đấy, cái tháng nhân đạo của tháng năm ấy, và thứ hai nữa là và là cái phong trào Tết nhân ái đấy. Thế và cái đặc biệt là cái tháng năm này thì là cái cuộc hiến máu này của đợt 1 năm 2023 cũng là cái những thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến nhân dân, cũng thực hiện nhiệm vụ là thực hiện cái tháng nhân đạo. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp chính quyền mà phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn của huyện Than Uyên đã trở thành việc làm thiết thực, có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tinh thần nhân văn cao cả. Những giọt máu hồng cho đi sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng hoàn thiện hơn, việc quy hoạch bố trí cán bộ có nhiều đổi mới, thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ công khai. Từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Một số đồng chí đã phát huy được vai trò sở trường, tinh thần trách nhiệm của mình. Đến nay 89,5% đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn về chuyên môn. Ngoài ra còn cử cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ở tỉnh, ở huyện, học các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Đến nay, xã có 19 cán bộ công chức và 11 cán bộ không chuyên trách cấp xã. Trên địa bàn huyện Than Uyên hiện có 12 trường mầm non với 188 nhóm lớp tổ chức ăn bán trú với gần 5.000 trẻ. Hiện tại toàn huyện có trên 641 trẻ đang được hưởng chế độ từ nghị quyết số 11, 522 trẻ được hưởng chế độ từ nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị định số 105 của Chính phủ là 1.848 trẻ. Số trẻ còn lại, phụ huynh góp gạo, củi và tiền ga. Tiền ăn đóng góp mức ăn từ 6.000 đến 16.000 đồng một ngày trên trẻ, theo ngày đi học thực tế của trẻ. Thời gian qua, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Than Uyên đã chỉ đạo các trường học căn cứ tình hình thực tế, đề ra các giải pháp duy trì và bảo đảm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, xây dựng thực đơn theo mùa, thay đổi theo tuần, phù hợp với nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương, cân đối đủ chất, đáp ứng nhu cầu về năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho trẻ từng độ tuổi. Đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn. Nhờ vậy, chất lượng bữa ăn của trẻ luôn được đảm bảo. 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển qua biểu đồ tăng trưởng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.